bạn có biết mình là loài vật gì không? Mình chính là nhím con. Trên lưng mình có hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn. Đây cũng chính là vũ khí để mình tự vệ đó. Đố các bạn vẽ được mình. Đầu tiên chị vẽ một hình cong. Thêm một hình cong khác nối tiếp. Giống một hình chữ C ngược. Rồi chị vẽ tiếp một hình cong dài hơn xuống dưới làm bụng cho chú nhím. Một chiếc mũi nhỏ xinh màu đen. Thêm một chiếc miệng nhỏ xinh mỉm cười. Và một hình tròn làm mắt. Tiếp theo, chị vẽ một chữ C làm tai. Rồi chị dùng những đường thẳng nhỏ vẽ liền nhau thành hình một số 3. Sau đó, chị vẽ những đường cong tương tự, tạo thành một đường cong phía ngoài. Rồi, chị vẽ thật nhiều đường thẳng nhỏ phía bên trong làm bộ lông đặc trưng của nhím. Sau đó, chị vẽ một chiếc tay ở trong phần thân không có gai của nhím. Thêm hiệu ứng móng tay. Và chị vẽ thêm một chiếc tay tương tự. Chị vẽ nốt hai chiếc chân ở dưới của chú nhím. Để cho bức tranh thêm sinh động hơn, chị sẽ vẽ chú nhím của chúng ta cầm một bông hoa và một ít cỏ dưới chân chú. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào.
Một chú nhím nhìn rất mơ mộng đúng không nào các em? Có bất cứ góp ý gì về video của Boom Boom TV, các em nhớ comment ở phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký Boom Boom TV để ủng hộ chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.